xem không? Chia sẻ duyên nào để em cùng lên mã nhá. Rất là nhiều chân váy dạ xinh nhở. Chân váy dạ rất là xinh ạ. Hello, bà đó xem chia sẻ duyên đi ạ. Hôm nay rất là nhiều chân váy dạ xinh nhá. Chân váy dạ rất là xinh luôn ạ. Rất là nhiều chân váy dạ xinh luôn nhở. Bà đã xem chia sẻ giúp em đi nào để em có lên mã nhá. Chị đang xem chia sẻ giúp em đi nào để em có lên mã nào. Nay em có rất là nhiều chân váy dạ xinh nhá. Chia sẻ đi để em có lên mã nào. Chân váy dạ này rất là xinh luôn ạ. Bà là đang xem chia sẻ giúp em đi ạ. Rất là nhiều chân váy dạ xinh nhá. Rất là nhiều chân váy dạ xinh nhá. Chị ơi đang xem cho em một chấm đi nào. Bà đang xem chấm cho em một chấm đi để em có lên mã nhá. Chân váy dạ rất là xinh luôn ạ. Nhiều lắm, chân váy dạ dài ngắn rất là nhiều luôn. Nay nhiều chân váy xinh cực luôn. Bà đang xem chia sẻ giúp em đi nào. Xinh cực luôn ạ. Hôm nay rất là nhiều chân váy dạ xinh nhá. Bà đang xem chia sẻ giúp em đi ạ. Hôm nay chân váy dạ dài rất là nhiều luôn ạ. Lấy chân váy dạ dài cũng rất là nhiều luôn. Đợi tí. Nhiều lắm, các bà lên đông đông đi để em có lên mã nào. Lấy nhiều em xinh lắm. Lấy rõ là nhiều em xinh luôn. Lấy nhiều em xinh cực, các bà đang xem chia sẻ giúp em đi ạ. Bà đang xem cho em một chấm đi để em có lên mã nào. Hôm nay nhiều em xinh lắm. Bà đang xem cho em một chấm đi ạ để em có lên mã nhá. Hôm nay rất là nhiều chân váy xinh nhá. Đợi em một tí, em đợi eo xong em lên mã luôn nhá. Uầy. Nay rất là nhiều em xinh nhá. Chia sẻ đi để em có lên mã nào. Bà đang xem cho em một chấm đi ạ. Chế đang xem cho em một chấm đi để em có lên mã nào. Em này chỉ là eo 70 72 mặc vừa nhá, mã 00 đi ạ. Mã 00 nhá, 00 đây. 00 có chế nào eo 70 72 mặc vừa nhá, 00 rất là xinh đi ạ. Mã 00 nhá. 00 eo 70 72 mặc vừa đi ạ. Mã 00 rất là xinh nhá. Chế nó đang xem chia sẻ giúp em đi nào để em đo lại xem đúng không. Em này eo 72 74 mặc vừa mã 00. Eo 72 74 mặc vừa mã 00 nhá, mã 00 đi ạ. 00 có chế nào eo 72 74 mặc vừa nhá, 00 rất là xinh. Chân váy dạ này mã 00 nhá, eo 72 74 mặc vừa nhá, 00 ạ. 00 nhá, 00 có chế nào eo 72 74 mặc vừa đấy ạ. 00 rất là xinh nhá, mã 00. Bà đang xem chia sẻ giúp em đi ạ, 00 đây ạ. Eo 72 74 mặc vừa mã 00 nhá, các bạn đang xem chia sẻ giúp em đi nào. Chia sẻ giúp em đi ạ. Chị đang xem chia sẻ giúp em đi nào, rất là nhiều chân váy dạ xinh nhá. Rất là nhiều chân váy dạ xinh nhá. Em này cũng eo 70 72 mặc vừa mã 01 nè. Mã 01 đó chế nào eo 70 72 mặc vừa nhá, 01 đây. 01 nhá, 01 đấy ạ. 01 xếp ly nhá, 01 là dài qua gối nhỉ. Eo 70 72 mặc vừa đấy ạ. Mã 01 nhá, mã 01 đây. 01 đó chế nào eo 70 72 mặc vừa nhá, 01 rất là xinh đấy ạ. Mã 01 nhá, 01 đấy ạ. 01 đó chỉ nào eo 70 72 mặc rất là xinh luôn nhá, mã 01 nhỉ. Mã 01 đấy ạ. Eo 70 72 mặc vừa nhá, mã 01 nhá, mã 01 ạ. Mã 01 nhá. Mã 01, bà đang xem chia sẻ giúp em đi nào, chấm cho em một chấm đi để em sẽ biết mọi người đang xem với nào. Rất là nhiều chân váy dạ xinh nhá. Em này eo 94 96 mặc vừa mã 00. Eo 94 96 mặc vừa mã 00 nhá, mã 00 đây ạ. 00 có chế nào eo 94 96 mặc vừa nhá, 00 rất là xinh ạ.
Mã 00 nhờ. Eo 94 96 móc vừa đấy ạ. Mã 00 nhá, mã 00 nhờ, mã 00. Em này eo 72 mặc vừa, 72 74 mặc vừa, mã 09 ạ. Em này eo 72 74 mặc vừa, mã 09 nhá, 09 đây. 09 này dài qua gối nhá, 09 đây ạ. Eo 72 74 mặc vừa nhá, mã 09 rất là xinh đấy ạ. Mã 09 nhá, hôm nay chân váy dài nhiều hơn nhá. Mã 09 đây ạ. Eo 72 74 mặc vừa, mã 09 nhá, 09 rất là xinh đấy ạ. Mã 09 nhá, mã 09 em này ạ. Em này chỉ là eo 68 70 mặc vừa, em này mã 10. Eo 68 70 mặc vừa mã 10 nhá, mã 10 có chun này. Eo 68 70 mặc vừa mã 10 nhá, mã 10 đây ạ. Mã 10 là chế là eo 68 70 mặc vừa nhá, 10 rất là xinh đấy ạ. Chế ơi đang xem chia sẻ cho em đi nào. Mã 10 đây ạ. Eo 68 70 mặc vừa mã 10 nhá, mã 10 đây, 10 này rõ là xinh luôn, 10 này qua đầu gối nhá. Ôi con dán. Ghê quá. Mã 10 nhá, mã 10 nhỉ. Eo 68 70 mặc vừa đấy ạ. Mã 10 rất là xinh, mã 10 nhá, mã 10 ạ. Ôi các bà ơi, có ai đang xem không, chia sẻ cho em đi nào. Em này eo 74 mặc vừa, em này mã 11 nhá. Eo 74 mặc vừa mã 11 đấy ạ. Mã 11 đó chị nào, eo 74 mặc vừa nhá, 11 rất là xinh đấy ạ, mã 11 nhỉ. Eo 74 mặc vừa mã 11 đấy ạ. Mã 11 đó chính là eo 74 mặc vừa nhá, mã 11 nhá, mã 11 ạ. Em này chị là eo 67 67 69 mặc vừa nè. Em này mã 12 nhá, eo 67 69 mặc vừa mã 12 nhỉ. Mã 12 đây ạ. 12 chính là eo 67 69 mặc vừa nhá, 12 rất là xinh đấy ạ. Mã 12 nhỉ. Eo 67 69 mặc vừa mã 12 nhá, mã 12 ạ. 12 chính là eo 67 69 mặc vừa đấy ạ. Mã 12 nhá, mã 12. Các bạn đang xem chia sẻ giúp em đi nào, rất rất là nhiều chân váy dạ xinh nhá. Em này ạ, 12 ok chị Dương Huyền nhá, chị Dương Huyền 12. Em này nhá. Em này eo 66 68 mặc vừa, em này mã 13. Eo 66 68 mặc vừa mã 13 nhá, 13 đến đầu gối thôi ạ. Eo 66 68 mặc vừa nhá, chân váy dạ rất là đẹp luôn đấy ạ. Mã 13 nhá. Eo 66 68 mặc vừa mã 13 nhá. Sao bây hôm nay nay chân váy nên tôi không nhờ người. Eo 66 68 mặc vừa mã 13 nhá, 13 đây ạ. 13 nhá. Cái này tôi chỉ đo eo thôi nhá, nên là tôi không nhờ người. 13 ok bà Dương Huyền nhá. Bà Dương Huyền 13 nhá. Em này ạ, em này cũng size bé nè. Trời ơi nha, em nhiều chân váy dạ xinh lắm, các bà có hút hồn. Em này eo 62 64 mặc vừa mã 00. Eo 62 64 mặc vừa mã 00 nhá, 00 đây ạ. 00 này dài qua gối nhá, eo 62 64 mặc vừa nhá, mã 00 nhá. Mọi người chia sẻ giúp em đi nào. Mã 00 đây ạ. Eo 62 64 mặc vừa mã 00 nhá, mã 00 đây ạ. 00 ơi, chiến là eo 62 64 mặc rất là xinh nhá, mã 00 đây. 00 này dài qua gối nhá, 00 này dài qua gối đây ạ. Eo 62 64 mặc vừa mã 00 nhá, rất là đẹp luôn, chân váy dạ nhà em đẹp dã man luôn đấy ạ. Mã 00 nhá. Mã 00 eo 62 64 mặc vừa đấy ạ. Mã 00 nhá, mã 00 ạ. 00 ơi, chiến là eo 62 64 mặc vừa đấy ạ. Mã 00 nhá, mã 00 nhá. Em này ạ. Eo sọc Miami 00. Em này nhá, em này ạ. Em này eo 64. À đâu? Đợi em một tí em đo lại. Tự dưng đợi em một tí em đo lại em eo này nhá. Mọi người đang xem chia sẻ giúp em đi nào. Chân váy dạ hôm nay chủ yếu là chân váy dạ dài nhá. Em này size L ạ. Em này size L mã 91 nhá, mã 91 size L đấy ạ. Mã 91 này size L nhá. Mã 91 này size L nhá, eo 68 70 mặc vừa nhá. Mã 91 ạ. 91 này size L nhá. Eo 68 70 mặc vừa đấy ạ, mã 91 nhá. Mã 91 đấy ạ, 91 đây. 91 nhá, em này 91 size L nhá, mã 91 size L đấy ạ. Các chế đang xem chia sẻ giúp em đi nào. Mã 91 này size L nhá, em này dài đến bắp cá chân nhá. Mã 91 size M nhá, mã 91 size M đấy ạ. 91 size M nhá. À size L. Mã 91 size L ạ. Em xin lỗi, mã 91 size L ạ. Em này size M. Em này size M mã 00 nhỉ. Em này size M mã 00 này, em này cũng dài nhá. Em này size M mã 00 nhá, em này dài đến nửa bắp chân á. Mã 00 nhá, 00 này size M đấy ạ. Chân váy dài này mã 00 size M nhá, 00 đây, 00 rất là xinh. Mã 00 nhá, 00 đến nửa bắp cá chân đấy ạ. Mã 00 nhá, mã 00 nhỉ. Mã 00 ạ, mã 00 nhá, em này chun bụng nhá. Em này chun bụng nhá, để em đo xem nào.
Em tiếp theo có chun bụng nhá. Các bạn đang xem chia sẻ giúp em đi nào. Em này chỉnh chun bụng bà Sơn mặc được nè. Em này eo 7. Em này eo 72, 72 đến 78 mặc vừa nhé. Em này mã 00. Eo 72. 72 đến 80 mặc vừa, mã 00 nhá. 00 đây. Đuôi của 00 đây ạ. 72 đến 80 kg à 72. Eo 72 80 mặc vừa nhé. Mã 00 nhá. 00 phải có chun bụng đây ạ. Mã 00 nhỉ. Mã 00 đây ạ. Eo 72 80 mặc vừa nhá. 72 đến 80 mặc vừa nhá. Mã 00 nhỉ. Mã 00 chun bụng rộng đây ạ. Mã 00 nhá. Mã 00 ạ. Mã 00 nhá. Mã 00 nhá. Em này ạ. Em này eo 70 72 mặc vừa. Em này mã 03. Eo 70 72 mặc vừa mã 03 nhá. 03 đây ạ. 03 chế nó eo 70 72 mặc vừa nhá. 03 rất là xinh. Mã 03 đây ạ. Eo 70 72 mặc vừa mã 03 nhá. Mã 03 nhá. Mã 03. Em này ạ. Em này dạng yếm nhá. 50 kg đổ xuống mặc vừa nhá. 03 ok bà Dương Huyền. 50 kg đổ xuống mặc vừa mã 00. Em này xinh cực. Em này xinh cực luôn. Em này học mặc công sở rất là xinh. Mã 00 nhá. Bà Miami chậm chân rồi. Em này mã 00 nhá. 00 đây. 00 phải rõ xinh luôn. Mã 00 nhá. Em này mã 00 đây ạ. 00 phải rõ là xinh luôn nhá. Mã 00 nhá. Mã 00 ạ. 00 nhá. 00 ạ. 00 ok bà Dương Huyền nhá. Bà Dương Huyền 00 nhá. Em này ạ. Em này eo 62 64 mặc vừa nhá. Eo 62 64 mặc vừa mã 01. Em này eo 62 64 mặc vừa mã 01 nhá. 01 đây ạ. 01 đó chế nào eo 62 64 mặc vừa nhá. Đây đằng sau ạ. Đây đằng trước đây eo 62 64 mặc vừa mã 01 nhá. 01 này gần đến đầu gối thôi ạ. Mã 01 nhá. Eo 62 64 mặc vừa đây ạ. Mã 01 đó chế nào eo 62 64 mặc vừa nhá. Mã 01 ạ. Mã 01 nhá. Mã 01 ạ. Em này eo 76 78 mặc vừa. Em này eo 76 78 mặc vừa mã 99 ạ. Eo 76 78 mặc vừa mã 99 nhá, mã 99 đây ạ. 99 nó chị nào eo 76 78 mặc vừa nhá, mã 99 nhá. 99 nó chị nào eo 76 78 mặc vừa đây ạ. Mã 99 nhá, mã 99 ạ. 99 eo 76 78 mặc vừa đây ạ, mã 99 nhá, mã 99 ạ. 99 ạ. Em này size M mã 03. Em này size M mã 03 nhá, 03 đây ạ. 03 này size M nhá, 03 size M nhá. Có sọc caro chị ơi. Sọc caro nhiều nhá. Ánh nắng ban mai eo nặng bao nhiêu? Sọc caro nhiều nhá. Em này chân váy len ạ. Em này chân váy len nhá. Em này chân váy len, chị nào tầm 46 47 kg đổ xuống mặc vừa mã 00. Chân váy len ngắn mã 00 nhá. 46 47 kg đổ xuống mặc vừa đấy ạ, mã 00 nhá. Mã 00 đấy ạ, 00 là chân váy len nhá. 00 này là chân váy len ạ. 46 47 kg đổ xuống mặc vừa mã 00 nhá. 00 chân váy len ngắn nhá. Mã 00 ạ, mã 00 nhá. Mã 00, em này chân váy len ạ. Chế là 50 52 kg đổ xuống mặc vừa. Em này mã 01, mọi người chia sẻ giúp em đi nào. Mã 01 đây ạ. 50 52 kg đổ xuống mặc vừa mã 01 nhá. 01 cũng là chân váy len ngắn nhá. Mã 01 nhá, mã 01 ạ. 50 52 kg đổ xuống mặc vừa đây ạ. 01 rất là xinh. Mã 01 nhá, mã 01 nhá. Mã 01 50 52 kg đổ xuống mặc rất là xinh mẹ ạ. Mã 01 nhá, mã 01 nhá. Em này ạ. Em này eo 70 72 mặc vừa. Em này mã 02. Eo 70 72 mặc vừa mã 02 nhá. Mã 02 đây ạ. Mã 02 chị nào eo 70 72 mặc vừa nhá. 02 dáng dài đây ạ. Mã 02 nhá. Eo 70 72 mặc vừa mã 02 đây ạ. Các bạn đang xem chia sẻ giúp em đi nào. Mã 02 nhá. Eo 70 72 mặc vừa mã 02 nhỉ. Mã 02 nhỉ. Mã 02 chị nào eo 70 72 mặc vừa đây ạ. 02 rất là xinh. Mã 02 nhá. Mã 02 nhỉ. Ánh nắng ban mai ơi tùy nhá. Tại vì eo còn phụ thuộc vào các bà. Bụng to bụng bé nữa mà. Em này à. Em này size M nè. Em này size M nhá. Em này chế là tầm 50 kg đổ xuống mặc vừa. Em này mã 09 ạ. 45 đến 50 kg mặc vừa mã 09 nhá. 09 đây. 09 nó chế là 45 đến 50 kg mặc vừa nhá. 09 này rất là xinh. Mã 09 nhá. 09 nè. 45 đến 50 kg mặc vừa mã 09 nhá. 09 rất là xinh. Mã 09 nè. Mã 09 nhá, mã 09 nhỉ. Em này 50 52 kg đổ xuống mặc vừa. Em này mã 0 07 ạ.
50-52 kg đổ số mắc vừa mã 07 nhá. 07 là giá ngắn ạ. 50-52 kg đổ số mắc vừa mã 07 nhá. 07 đây các chế đang xem chia sẻ cho em đi nào. 07 là giá ngắn nhá. Mã 07 chun bụng nhá. 50-52 kg đổ số mắc vừa nhá. Mã 07 nhá. Mã 07 ạ. Mã 07. Mã 07 nhá. Mã 07 ạ. Em này nào. Em này eo 72 74 mặc vừa nhá. Em này mã 74 ạ. Eo 72 74 mặc vừa mã 74 nhá. 74 đây. 74 chế nào eo 72 74 mặc vừa nhá. 74 rất là xinh đấy ạ. Mã 74 nhá. Eo 72 74 mặc vừa đấy ạ. Mã 74 chế nào eo 72 74 mặc vừa nhá. Mã 74 nhá. Mã 74 em này có chun bụng nhá. Em này chị là 50 52 kg đổi số mặc vừa 07 bà ơi, 07 ạ. 07 đây à bà. Sao 3207 đây à? 07 đây. 07 đây. 07 đây nhá, 07 đây. 07 đây có phối da à, dây da nhỉ. Mã 07 đây nhá, 07 đây ạ. 07 chun bụng nhá, 07 là len đấy ạ, 07 chỗ này là len nhá. Chỗ bụng mà len đấy ạ, chun thoải mái luôn nhá. Em này ạ. Em này chế nào tầm 52 kg đổ số mắc vừa, em này mã 00. 00 này có chun bụng nhá. 52 53 kg đổ số mắc vừa mã 00 nhá. Mọi người chia sẻ và viết giúp em đi nào. Mã 00 đây ạ. 00 này màu cam nhá. 50 52 kg đổ số mắc vừa mã 00 nhá. 00 rất là xinh đấy ạ. Mã 00 nhá. Mã 00 có chế nào 50 52 kg đổ số mắc vừa đấy ạ. 00 rất là xinh ạ. Mã 00 nhá. Mã 00 nhá. Mã 00 50 52 kg đổ số mắc vừa đấy ạ. 00 rất là xinh nhá. Mã 00 nhá. Mã 00 ạ. Mã 00 nhá, mã 00. Vẫn ngồi được mà. Em này nhá, đợi em đo eo nhá. Mọi người chia sẻ và viết giúp em đi nào, rất là nhiều chân váy dạ xinh nhá. Em này eo 80 82 mặc vừa, em này mã 99 ạ. Eo 80 82 mặc vừa mã 99 nhá, mã 99 ạ. 99 này màu đen nhá. 99 này màu đen ạ, eo 80 82 mặc vừa nhá, mã 99 này. 99 công sở màu đen nhá. Eo 80 82 mặc vừa mã 99 nhá, mã 99 này ạ. 99 này eo 80 82 mặc vừa rất là xinh, mã 99 nhá. 99 này ạ. 99 dáng công sở dài nhá, mã 99 nhá. Mã 99 ạ, eo 80 82 mặc vừa nhá, mã 99 ạ. 99 nhá, 99 eo 80 82 mặc vừa đấy ạ. Mã 99 nhá, mã 99 nhá. Hôm nay cũng nhiều chân váy to ấy. Mã 99 ạ, mã 99 nhỉ. Mã 99, bà là bụng to người to đâu vào thử đi nào. Em này ạ. Em này eo 80 mặc vừa nhá, em này mã 01 ạ. Eo 80 mặc vừa mã 01 nhá, mã 01 đấy ạ. 01 đó chế nào eo 80 mặc vừa nhá, 01 rất là xinh, mã 01 nhỉ. Mã 01 ạ. Mã 01 nhá, mã 01. Đợi em đo eo. Em này eo 64-66 mặc vừa mã 02. Em này eo 64-66 mặc vừa mã 02 nha. Em này qua gối một xíu thôi nhá. Eo 64-66 mặc vừa mã 02 nha. Mã 02 đây ạ, 02 đây. 02 chế là eo 64-66 mặc vừa nhá, 02 nha. 02 này qua gối một xíu thôi ạ. Mã 02 nhá, mã 02 nhá. Eo 64-66 mặc vừa đây ạ. Mã 02 nhá, 02 chế là eo 64-66 mặc vừa đấy ạ. Mã 02 nhá, mã 02 nhá. Mã 02 đây ạ, eo 64-66 mặc vừa nhá, mã 02 nhá, mã 02. Em này ạ. Không 02 ok chị Dương Huyền nhá. Em này nhá, em này eo ạ. Em này eo 60-62 mặc vừa, em này mã 91, em này size S nè. Em này mã 91 nhá, em này là chân váy giò vải mã 91 nhá. Em này size S mã 91 đấy ạ. Em này size S mã 91 nhá. 91 đây, 91 này size S nhá. 91 này size S rất là xinh, dáng này rất là đẹp luôn. Mã 91 nhá. Mã 91 đấy ạ. 91 nhá, 91 này size S rất là xinh đấy ạ. Mã 91 nhá. Mã 91 nhá, mã 91 ạ. Mã 91 nhá, mã 91 nhá. 91 rất là xinh luôn đấy ạ. Mã 91 nhá. Mã 91. Em này eo 78 80 mặc vừa, em này mã 92.
Eo 78 80 mặc vừa mã 92 nhá, mã 92 ạ. 92 eo 78 80 mặc vừa nhá, 92 ạ. 92 nhá. 92 chế nó eo 78 80 mặc vừa đấy ạ, mã 92 nhá, mã 92 nhá. Mã 92. Em này ạ, em này bụng chun nhá. 5556 kg đổ xuống mặc vừa. Em này mã 93, 93 này bụng chun nhá. 5556 kg đổ xuống mặc vừa đấy ạ. Mã 93 nhá, 93 nhá, tại vì chân váy dài của em dơ mãi không dơ được. Mã 93 nhá, mã 93 nhá. Mã 93. Mọi người đang xem chia sẻ giúp em đi nào. Em này nhá, em này eo 767. Eo 76 78 mặc vừa nhá, mã 94 ạ. Em này eo 76 78 mặc vừa mã 94 nhá, 94 đấy ạ. 94 eo 76 78 mặc vừa nhá, 94 rất là xinh đấy ạ. Mã 94 nhá, mã 94 nhá. Mã 94 ạ, 94 eo 76 78 mặc vừa nhá. Mã 94 nhá, mã 94 nhá. Em này ạ. Em này eo 72 74 mặc vừa. Em này mã 07 ạ. Eo 72 74 mặc vừa mã 07 nhá, mã 07 đây. 07 ở chế nào eo 72 74 mặc vừa nhá, 07 rất là xinh đấy ạ. Mã 07 nhá. Eo 72 74 mặc vừa đấy ạ, mã 07 nhá, mã 07 ạ. 07 nhá, mã 07 nhá. Em này size S. Em này size S mã 19 ạ, em này dài lên mắt cá chân nhá. Em này size S mã 19 nhá. 19 này size S đấy ạ. 19 này size S nhá. Size S này 45 kg đổ xuống mặc vừa đấy ạ. Em này dài mắt cá chân nhá. Mã 19 nhá, mã 19 đây. 19 nhá, 19 nhá, 19 này dài mắt cá chân đấy ạ. Mã 19 nhá, mã 19 ạ. Mã 19 nhá, mã 19. Em này nhá, em này mặc freestyle. Em này mã 66 ạ, 66 này mặc freestyle nhá. Em này mã 66 nè. Em yếm này mã 66 mặc freestyle nhá. Em này là yếm ạ, yếm này mã 66 mặc freestyle nhá. Freestyle rất là xinh ạ. Freestyle mã 66 nhá. Mã 66 mặc freestyle đấy ạ, mã 66 nhá, mã 66 ạ. Chế ơi đang xem chia sẻ giúp em đi nào. Mã 66 nhá, 66 mặc freestyle đấy ạ, mã 66 nhá. Mã 66. Em này ạ. Em này eo 72 74 mặc vừa này mã 67 ạ. Eo 72 74 mặc vừa mã 67 nhá, mã 67 đây. 67 ở chế nào eo 72 74 mặc vừa nhá, 67 rất là xinh ạ. Mã 67 nhá. Mã 67 đây ạ, eo 72 74 mặc vừa nhá. Mã 67 ạ. 67 ở chị nào eo 72 74 mặc vừa đây ạ, 67 rất là xinh, mã 67 nhá. Eo 72 74 mặc vừa đây ạ. Mã 67 nhá, mã 67 nhá. Mã 67, em này size S mã 68. Chân váy này size S mã 68 nhá. Chân váy này size S mã 68 nhá, 68 đây ạ. 68 này chân váy size S rất là xinh, mã 68 nhá. 68 đây ạ, 68 này chân váy size S rất là xinh nhá, mã 68 đây. Em này mã 68 nhá, 68 nhá. 66 á. 66, 68 ok chị Dương Huyền nhá, chị Dương Huyền 68 nhá. Mã 66 là em này mà freestyle à? 66 là em này à Ngân Tây ơi, 66 là em này à? Chết chả nhớ 66 em nào. 66 là em yếm mà freestyle à? Nhã Phương chậm chân rồi. Em này eo 81 nhá. Em này eo 81 83 mặc vừa mã 01. Eo 81 83 mặc vừa mã 01 nhá, mã 01 nhá. Ok ok Ngân Tây. Eo 81 83 mặc vừa mã 01 nhá, mã 01 đây. 01 đó cho chế nào eo 81 83 mặc vừa nhá, 01 rất là xinh ạ. Mã 01 nhá. Eo 81 83 mặc vừa đấy ạ. Mã 01 nhá, mã 01 đấy ạ. 01 đó chế nào eo 81 83 mặc vừa nhá, mã 01 đây. 01 rất là xinh ạ, mã 01 nhá. Chị là người to, chị là bụng to ấy. Ôi hôm nay nhiều size to lắm. 01 đâu cơ chị Dương Huyền. Em này nhá, chân váy dạ này xinh lắm luôn. Em này ạ, em này đợi em đo eo một tí nhá. Em này eo 70 mặc vừa, em này eo 68 70 mặc vừa, em này mã 02 nhá. Em này eo 68 70 mặc vừa mã 02 nhá. Mã 02 đây ạ, 02 này eo 68 70 mặc vừa nhá, 02 rất là xinh. Mã 02 nhá. Eo 68 70 mặc vừa đấy ạ.
Mã 02 nhá, 02 chế là eo 68 70 mặc vừa nhá. Mã 02. Mã 02 ạ. 02 eo 68 70 mặc vừa nhá. Mã 02 nhá, em đầm này ạ. Em này là đầm nhá, đầm dài đấy ạ. Em này size M nhỉ. Em này size M mã 03 02 ok chị Dương Huyền nhá. Em này size M mã 03 này ạ. Em này size M mã 03 nhá, 03 đây ạ. 03 này dài size M nhá, mã 03 đây. 03 đây ạ. 03 dáng dài size M nhá, mã 03 đây. Đầm mã 03 nhá. Đầm mã 03 đây ạ. 03 nhá, 03 dáng dài size M nhá. Mã 03 nhá, 03 ok chị Dương Huyền. Em này còn mới nguyên nè. Em này còn nguyên tang luôn. Để em xem em này eo bao nhiêu, đỡ phải đo. Em này eo 65 67 mặc vừa nhá, mã 91. Eo 65 67 mặc vừa mã 91 nhá, 91 dài xếp ly đấy ạ. Mã 91 nhá. Eo 65 67 mặc vừa đấy ạ, mã 91 đây. 91 nó chiến là eo 65 67 mặc vừa nhá, 91 rất là xinh. Mã 91 nhá, mã 91 nhá. Có Hồng Nhung ơi có nhá, mã 91 nhá. Nhưng mà đa phần toàn dài thôi, hôm nay dáng chữ A toàn dáng dài thôi. Em này mã 91 nhá, 91 đây. 91 nhá, em này mã 91 đấy ạ. 91 này rất là xinh, mã 91 nhá. Mã 91 ạ. Em xin lỗi, em này eo 70 72 ạ. Em này eo 70 72 mặc vừa mã 91 nhá, 91 đây. Còn nguyên tang luôn, mã 91 nhá. Eo 70 72 mặc vừa đấy ạ. Mã 91 đó, chế nó eo 70 72 mặc vừa nhá, mã 91 nhá, mã 91. Em này size M mã 92. Em này size M mã 92 nhá, 92 đây. 92 này size M nhá, 92 rất là xinh. Mã 92 đây ạ, 92 này size M nhá. 92 đây ạ, dài qua gối nhá, mã 92 nhá. 92 size M đây ạ, mã 92 nhá, 92 nhá. 92 size M. Em này size S mã 93. Em này dáng ngắn, em này ngắn nhá, em này size S mã 93 nhá. Mã 93 đây ạ, 93 này size S nhá, mã 93 đây. 93 nhá, 93 tầm 40. 40 đến 44 kg mặc vừa đấy ạ. Mã 93 nhá, 93 nhá. Mã 93, 92 ok Hồng Nhung. 92 Hồng Nhung, em này mã 93 nè. Em này mã 93 nhá, 93 size S nhá. Mã 93, 93 size S nhá, 93 size S nhá. Em này size M ạ. Em này size M mã 95 nhá, 95 đây. 95 này size M nhá, mã 95 đây ạ, 95 này gần đến gối nhá. Mã 95 đây. 95 này size M nhá, mã 95 nhá. Hồng Nhung lấy 91 luôn là ok bà nhá. Em này mã 95 nè. 95 này size M nhá, mã 95 đây ạ. 95 rất là xinh, 95 ok bà Dương Huyền nhá. Bà Dương Huyền 95 nhá, bà Hồng Nhung chậm chân rồi. Em này ạ. Em này có chun bụng nhỉ. Em này chỉ là 50 đến 55 kg mặc vừa, em này mã 00, Miami chậm chân rồi, 00 đây ạ. 50 đến 55 kg mặc vừa mã 00 nhá, 00 dài qua gối nhỉ. 50 đến 55 kg mặc vừa đấy ạ. Mã 00 rất là xinh, mã 00 nhá. 50 đến 55 kg mặc vừa mã 00 nhá, mã 00 ạ. Mã 00 nhá, 00. Em này size M mã 69 ạ. Em này dáng dài size M mã 69 nhá, 69 đây. 69 này dáng dài size M nhá, 69 này rất là xinh, mã 69 đấy ạ. 69 này dài đến mắt cá chân nhá, mã 69 nhá. 69 ạ. 69 dáng dài size M nhá, mã 69 nhá, mã 69 ạ. 69 nhá, 69 dáng dài size M đấy ạ. Mã 69 nhá, mã 69 ạ. À. 69 nhá, 69 Hồng Nhung ơi. Hôm nay chủ yếu nhiều chân váy dài thôi, chân váy ngắn không có mấy đâu. Em này 50 kg đổ xuống mắc vừa, em này mã 21. 21 này rõ là xinh luôn. 21 này 50 kg đổ xuống mắc vừa nhá, 21 đây. 21 chun bụng nhá, 21 đây ạ. 21 dáng xòe dài nhá, 50 kg đổ xuống mắc vừa nhá. 21 rất là xinh, mã 21 nhá. Mã 21 ạ, 21 nhá, 21 50 kg đổ xuống mắc vừa đấy ạ. 21 dáng dài chun bụng nhá. Mã 21 nhá, mã 21 ạ. Em này eo 70 72 mặc vừa, 21 Miami. Em này eo 70 72 mặc vừa, em này mã 98. Em này eo 70 72 mặc vừa mã 98 nhá, 98 đây. 98 nó chế nó eo 70 72 mặc vừa nhá, 98 rất là xinh. Mã 98 nhá. 98 cũng dài qua gối đấy ạ, mã 98 nhá.
Eo 70 72 mặc vừa đấy ạ, mã 98 nhá, mã 98 ạ. Mã 98 eo 70 72 mặc vừa nhá, 98 rất là xinh. Mã 98 nhá, 98 nhá. Em này eo 72 98 ok chị Dương Huyền. Em này chị là eo 72 74. Em này eo 72 74 mặc vừa mã 00. Eo 72 74 mặc vừa mã 00 nhá, mã 00 đây ạ. 00 này eo 72 74 mặc vừa nhá, 00 rất là xinh. Mã 00 nhá. Mã 00 eo 72 74 mặc vừa đấy ạ, mã 00 nhá, mã 00 nhá. Em này 30. Em này 30 đến 35 kg mặc vừa, em này mã 01. 30 đến 35 kg mặc vừa mã 01 nhá, cái này cho em bé nhá. 30 đến 35 kg mặc vừa đấy ạ. Mã 01 nhá, 01 ạ. 01 30 đến 35 kg mặc vừa nhá, mã 01 nhá. Mã 01, hello đằng Ly Ruby. Mã 01 nhá, 01 nhá. Mã 01 ạ. 01 cho em bé nhá, 30 đến 35 kg mặc vừa đấy ạ. Mã 01 nhá, mã 01 nhá. Em này ạ. Em này eo 70 72 mặc vừa, em này mã 02. Eo 70 72 mặc vừa mã 02 nhá, 02 đấy ạ. 02 cho em là eo 70 72 mặc vừa nhá, 02 rất là xinh. Mã 02 nhá, mã 02 nhá. Kẻ con bà ơi mã 02 nhá. Kẻ zig zag không nhớ đâu, mã 02 nhá, tôi không nhớ được cơ. Em này mã 02 nhá, 02 nhá. Mã 02. Em này size 02 ok bà Hồng Nhung. Em này size M mã 03 nha. Em này size M mã 03 nè. Chân váy này size M mã 03 nhá. Size M mã 03 đấy ạ. Chân váy rõ là xinh luôn. Em này size M mã 03 nha. 03 này size M đấy ạ. Mã 03 nhá, 03 size M nha, 03 size M ạ. 03 size M. Em này size M mã 04 nữa này, em này rất là dài luôn. Em này mã 04 size M nhá, 04 đây. 04 này dài đến mắt cá chân nhá, 04 này size M nha. Mã 04 ạ. 04 này mặc rất là chảnh luôn, mã 04 nhá. Mã 04 cũng size M đấy ạ, 04 size M nhá. Mã 04 size M nhá, 04 size M đấy ạ. Mã 04 nhá, 04. Em này ạ. Em này eo 70 72 mặc vừa, em này mã 05. Eo 70 72 mặc vừa mã 05 nhá, mã 05 ạ. 05 này chỉnh được bụng nhá, eo 70 72 mặc vừa nhá, mã 05 đấy ạ. 05 có chế nội eo 70 72 mặc vừa nhá, 05 đây ạ. 05 có đai chỉnh được nhá, 05 này có đai chỉnh bụng nhá. Mã 05 nhờ. Mã 05, 05 ok bà Hồng Nhung nhá, bà Hồng Nhung 05. Các bạn xem từ từ thôi, đợi tí tôi lấy váy ngắn cho, tôi lấy hết đoạn này tôi lấy váy ngắn cho. Em này nhá, em này size S. Em này size S mã 99 ạ. Em này size S mã 99 nhá, 99 đây. 99 này size S nhá, 99 cũng dài đây ạ. Mã 99 đây, 99 này size S nhờ. 99 này mặc rất là sang chảnh luôn đấy ạ. Mã 99 nhá, 99 size S đấy ạ. Mã 99 này size S nhá. 99 mặc vô cùng sang chảnh luôn. Mã 99 nhá, mã 99 ạ. Mã 99 nhá, 99 nhá. Mã 99. Mã 99 nhá, mã 99 nhá. 99 size S đấy ạ. Em này eo 80 82 mặc vừa nhá. Em này mã 88. Eo 80 82 mặc vừa mã 88 nhá, 88 đấy ạ. 88 có chế nội eo 80 82 mặc vừa nhá, mã 88 nha. Mã 88 eo 80 82 mặc vừa đấy ạ. Mã 88 nhá, 88 nha. Em này họa tiết ạ. Em này 55 kg đổ xuống mặc vừa, 50 đến 55 kg mặc vừa mã 67 ạ. 50 đến 55 56 kg mặc vừa đấy ạ, mã 67 nhá, mã 67 chun bụng nhá. Mã 67 nha. Mã 67 ạ, mã 67 nhá, 67 nhá. Mã 67, em này size S mã 68. Chân váy này size S mã 68 nhá, 68 đây. 68 chân váy size S nhá, mã 68 nhá. 68 chân váy size S đây ạ, mã 68 nhá, 68 nhá. Mã 68, em này eo. Em này eo 70 72 mặc vừa, em này mã 69 ạ. Eo 70 72 mặc vừa mã 69 nhá, 69 đây. 69 này cũng dáng dài đấy ạ. Eo 70 72 mặc vừa nhá, mã 69 nhá, 69 đây ạ. 69 này dài gần đến mắt cá chân nhá, mã 69 nhá. Mã 69 dài đến mắt cá chân luôn đây ạ, mã 69 nhá. Eo 70 72 mặc vừa đấy ạ, mã 69 nhá. Đợi tí em lấy chân váy ngắn nhá, mã 69 nhá, 70 72 mặc vừa đấy ạ. Mã 69 nhá, mã 69 nhá. Em này ạ. Em này 50 kg đổ xuống mặc vừa, em này mã 70. 50 kg đổ xuống mặc vừa mã 70 nhá, 70 đây. 70 chế hơn 50 kg đổ xuống mắc vừa đấy ạ, 70 rất là xinh. Mã 70 nhá. 70 chèo 50 kg đổ xuống mắc vừa đấy ạ.
70 rất là xinh luôn ạ. Mã 70 nhá. Mã 70 nhá, mã 70 nhá. Em họa tiết này ạ. Em họa tiết này 52 kg đổ xuống mặc vừa này, mã 69 ạ. 52 kg đổ xuống mặc vừa, mã 69 nhá. 69 đây. 69 này chun bụng nhỉ. 52 kg đổ xuống mặc vừa đấy ạ. 69 này rất là xinh, mã 69 nhá. 69 52 kg đổ xuống mặc vừa đấy ạ. Mã 69 nhá, mã 69 ạ. 69 nó chỉ là 52 kg đổ xuống mặc vừa nhá. 69 chun bụng rất là xinh. Mã 69 nhá. Em mã 69 nhỉ. Em này eo 72. 70 72 mặc vừa. Em này mã 68 ạ. Eo 70 72 mặc vừa mã 68 nhá. 68 đây. 68 nó chế là eo 70 72 mặc vừa nhá. 68 ạ. Mã 68 nhá, eo 70 72 mặc vừa đấy ạ. Mã 68 nhá, mã 68 ạ. 68 eo 70 72 mặc vừa đấy ạ. Mã 68 nhá, mã 68 nhá. Em này eo 74 76 mặc vừa này mã 69 ạ. Eo 74 76 mặc vừa mã 69 nhá, mã 69 đấy ạ. 69 nhá, mã 69 nhỉ. 68 ok chị Dương Huyền. Em này mã 69 nhá, 69 đấy ạ. 69 nhá, 69 này. Eo 74 76 mặc vừa đấy ạ, mã 69 nhá, mã 69 ạ. 69 nhá, mã 69 ạ. Em này eo 72 74 mặc vừa. Eo 72 74 mặc vừa mã 99 ạ. Eo 72 74 mặc vừa mã 99 nhá, mã 99 đấy ạ. 99 nó chị nào eo 72 74 mặc vừa nhá, 99 rất là xinh đấy ạ. Mã 99 nhỉ. Eo 72 74 mặc vừa đấy ạ. Mã 99 nó chế nào eo 72 74 mặc vừa nhá, mã 99 nhá. Mã 99 ạ. Em này eo 68 70 mặc vừa. Em này mã 90. Eo 68 70 mặc vừa mã 90 nhá, mã 90 ạ. Eo 68 70 mặc vừa nhá. Mã 90 nhá, mã 90 ạ. Mã 90 nhá, mã 90 nhá. Em này đợi em một tí. Em này là quay ạ. Em này đây. Em này size M mã 01 nhá. Em dáng ngắn này size M mã 01 nhỉ. Em này size M mã 01 nhá. 01 đấy size M nhỉ. Đợi em tí em xỏ cái này vào đã. Em này size M mã 01 nhá. 01 đây. Không một đấy size M nhá. Đợi em cài thử cái này lên phát. Đây đây, cài cái đài lên giúp em nhá. Size M 01 nhá. 01 ok và Hồng Nhung nhá. Và Hồng Nhung 01. Em này 55 kg đổ xuống mắc vừa. Em này mã 99 nhá. 99 váy dài nhỉ. 55 kg đổ xuống mắc vừa mã 99 nhá. 99 này. 99 này 55 kg đổ xuống mặc vừa nhá. 99 rất là xinh đấy ạ. Mã 99 nhỉ. Trời ơi. Cái bao kia em chưa mở, em chưa kéo được. Nghiện hàng xì thì phải. Bao ngắn tôi chưa mở bà ơi. Em này size S nhở. Em này size S mã 02. Em chân váy này size S mã 02 nhá. Chân váy dạ dáng dài này size S mã 02 nhở. Mã 02 đây ạ. 02 size S nhá. 02 size S nhở. 02 size S ạ.
Mã 02 size S nhá, 02 size S nhá. Em áo dạ này nhá, áo dạ này 60 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em để lốt em này 49K mã 00. 49K mã 00 nhá. 60 kg đổ xuống mặc vừa đấy ạ, 49K mã 00 nhá. Sao lại lẫn ở đây nhỉ? 49K mã 00 nhá, 49K mã 00 nhá. Em này eo 76 78 mặc vừa nhá, em này mã 03. Eo 76 78 mặc vừa mã 03 nhá, mã 03 đi ạ. 03 chế nó eo 76 78 mặc vừa nhá, 03 rất là xinh nhá. Mã 03 nhá. Eo 76 78 mặc vừa đi ạ. Mã 03 nhá, mã 03 nhá. Mã 03. Em này eo 73 73 75 mặc vừa nhá, em này mã 09 ạ. Eo 73 75 mặc vừa mã 09 nhá, 09 đây. 09 nó chế nào eo 73 75 mặc vừa nhá, 09 rất là xinh đấy ạ. Mã 09 nhá. Eo 73 75 mặc vừa đấy ạ, mã 09 này rất là xinh, mã 09 nhá. Mã 09. 09 nhá, 09 ạ. Eo 73 75 mặc vừa đấy ạ, mã 09 nhá, mã 09 nhá. Còn con nào một màu lên con một màu đi. Ok ok bà đợi tôi một tí nhá. Tại toàn con một màu ạ, toàn con to. Em này ạ, em này. Đợi đôi eo đã. Em này eo 76 mặc vừa nhá, eo 76 mặc vừa mã 00. Eo 76 mặc vừa mã 00 nhá, mã 00 đây ạ. 00 này eo 76 mặc vừa nhá, 00 nhá. Mã 00, em này size S. Em này size S mã 01. Em trên váy này size S mã 01 nhá, mã 01 đây ạ. 01 này size S nhá. Mã 01 đây ạ, 01 này rất là xinh, 01 size S nhá, 01 size S ạ. 01 size S nhá, 01 size S ạ. Mã 01 size S nhá, 01 size S em này nào. 01 ok chị Trần Huyền nhá, chị Trần Huyền 01 nhá. Chị Trần Huyền 01 ạ. Em này nào. Em này size L nhá, em này size L mã 03. Em này size L mã 03 nhá, 03 đây. Chân váy này mã 03 nhá, 03 size L nhá. 03 rất là xinh đấy ạ, 03 size L nhá. 03 size L. Em này ạ. Em này size M mã 99 nhá, 99 đây. 99 này size M nhá, mã 99 đấy ạ. 99 này dài đấy ạ, mã 99 nhá, 99 này dài đến mắt cá chân nhá. Mã 99 đấy ạ. 99 này size M nhá. Mã 99 đấy ạ. Mã 99 nhá, 99 size M nhá, mã 99 ạ. 99 size M nhá, 99 đấy ạ. Mã 99 nhá, mã 99 nhá. Em này 50 kg đổ xuống mặc vừa. Em này mã 62. Em này chun bụng nhá. 50 kg đổ xuống mặc vừa mã 62 nhá, mã 62 đợi em mở bao này xem có chân váy ngắn không. Mã 62 nhá, mã 62 nhá. Mã 62 em này ạ. À. Em này 50 kg đổ xuống mặc vừa mã 63 nhá, 63 này chun bụng nhỉ. Mã 63 nhá. 63 50 kg đổ xuống mặc vừa đấy ạ. Mã 63 nhá, 63 nhá, em này dáng ngắn ạ. À. Em này size S mã 64. Em này size S mã 64 nhá, 64 đây. 64 đấy size S nhá, 64 rất là xinh đấy ạ, à. Mã 64 nhá. Chân váy mã 64 size S đấy ạ. À. 64 size S nhá, 64 size S nhá. Em này mã 65 size M. Em này mã 65 size M nhá, em này kiểu rất là xinh luôn đấy ạ. À. Mã 65 này size M nhá, xẻ vạt này ạ. À. Sẽ vào một bên nữa nhá, mã 65 đây. 65 này size M rất là xinh, mã 65 nhá. Mã 65 bà Dương Huyền đây, 65 này xinh này. 65 này size M nhá. Mã 65 đây ạ. 65 size M nhá, mã 65 nhá. 65 size M nhá, 65 mới xinh lắm ấy. 65 size M rõ là xinh luôn. Mọi người đợi em một tí nhé, để em mở cái bao này ra đã. Khổ tâm quá, chả chịu mở cái gì cả. Mọi người đợi em một tí nhá. Để em lấy chân váy ngắn á. Chân váy ngắn thì nó ở bên này cơ.
Chân váy ngắn này mẹ để ở bên này. Mọi người đợi em một tí nhá. Chân váy ngắn ở bao này nhiều lắm nhưng mà em chưa lôi. 66 ạ. Bà đã xem cho em một chấm đi nào. 65 mi tròn. Chị Nhân được nhận à, chị Nhân được chậm chân rồi. 65 này của mi tròn nhá, mi tròn 65 nhá. Chân váy ngắn này à? Chân váy ngắn này xài à, chân váy này size S, chả dài, chả ngắn đâu em xin lỗi. Chân này size S mã 09 ạ. Chân này size S mã 09 nhá, 09 đây. 09 chân này size S nhá. Mã 09 này ạ, 09 đây. Mã 09 nhá, 09 chân này size S đấy ạ, mã 09 nhá, mã 09 ạ. 09 size S nhá, 09 size S nhá. Mã 09 này ạ, 09 size S nhá, 09 size S ạ. Em này size L mã 63. Em này size M mã 63, chị ơi cái váy trắng đợi mình một tí nhá. Em này size M à, size L mã 63 nhá. Mã 63 size L ạ, 63 size L nhá, 63 size L nhá. Cái này cho em bé nhá. Cái này cho em bé tầm 30. À đâu 35, 35 đến 40 kg mặc vừa người lớn ạ. 35 đến 40 kg mặc vừa mã 62. Mi tròn ơi, tôi đổi địa chỉ rồi, tí tôi nhắn tin cho. 35 đến 60 kg mặc vừa nhá, mã 62 nhá. Mã 62. Mi tròn này 63 này em nào nhỉ? Em này mã 62 nhỉ? Em này mã 62 đây ạ. Em chân váy ngắn này mã 62 nhá. 40kg, 40-42kg đổ xuống mặt vừa đấy ạ. Mã 62 nhỉ? 62 đây, 62 đây. 60-62kg đổ xuống mặt vừa mã 62 nhá. Cô 09 ok là nhân lực nhá. Nhân lực 09 ạ. Không chín đây đúng không bà Nhân được ơi, tại vì tôi đọc mã linh tinh nên tôi chả nhớ nữa. Em này mã 62 nhá, mã 62 nhá. Em này mã 62 09 50 kg vừa không? Chuyển địa chỉ đi đâu Miami ơi, chuyển về địa chỉ về ngõ 1 Bùi Xuân Trạch. Em ơi, áo dạ đâu ở đây ạ? À? Áo dạ đây ạ. À. Cháu còn chưa mở. Ủa, chưa mở sao chưa mở được? Thôi cứ lôi ra rồi mở rồi ạ. À? Em này 50kg vừa này, em này mã 60 nhá. Này Liên. Mã 60 đây, 60 đây ạ. À. 60 dáng ạ, à, chân ngắn đây ạ, à, 60 đây. 50kg đổ xuống mặt vừa mã 60 nhá, mã 60. Không, ở trong cái túi bóng rồi cô ạ. Cô cứ lôi hẳn cái túi bóng xuống, lôi hẳn cái túi bóng, một cái túi bóng xuống đây ạ. À. Mã 60 nhá, mã 60 nhá. Mã 60, em này size M ạ. 50kg đổ xuống mặt vừa mã 62. 50kg đổ xuống mặt vừa mã 62 nhá, 62 đây. Mới 62 nhá, mã 62 nhá. 50kg. Chưa được một tuần cô ạ. 50kg đổ xuống mắc vừa. À cái này 50kg vừa nàng ơi. Kẻ này đúng không Nhân được ơi, kẻ này 50 cân vừa nhá. Kẻ này 50 cân vừa nhá, đây. Kẻ này 50kg vừa nhá. Kẻ này 50kg vừa. Em này mã 62 này, 62 đây. 62 chế là 50kg đổ xuống mắc vừa nhá. 62 có chun bụng nè. Em 62 một tí mình rất là xinh luôn, mã 62 nhá. Mã 62 đấy ạ. Mã 62 nhá, mã 62 nhá, mã 62 ạ. Mã 62 nhá. Em này ạ. Em này chị nào 50 đến 55 kg mặc vừa này mã 63. 50 đến 55 kg mặc vừa mã 63 nhá, 63 đây ạ. 63 chị nào 50 đến 55 kg mặc vừa nhá, 63 rất là xinh đấy ạ. Mã 63 nhá.
6350 đến 55 kg mà rất là xinh đấy ạ. Mã 63 đây. 63 xinh dã man luôn, mã 63 đấy ạ. Ui bà là vừa hỏi em giá ngắn này, 63 xinh vậy mà. Mã 63 nhá, 63 nhá. Em này cũng 50 đến 55 kg mặc vừa mã 64. Em này 50 đến 55 kg mặc vừa mã 64 nhá, 64 đấy ạ. 64 nhá, 64 đây. 64 giá ngắn đấy ạ, 50 đến 55 kg mặc vừa nhá. Mã 64 nhá, mã 64 ạ. Mã 64 nhá, mã 64. Em này ạ. Em này chị nào từ 45 đến 48 kg mặc vừa nhá. Em này mã 69 ạ. 45 đến 48 kg mặc vừa mã 69 nhá, 69 đây. Mã 69 nhá, mã 69 nhỉ. Dạ. Chân váy dạ dài nhiều lắm. Chân váy dạ dài tôi nhiều vô kể luôn. Mã 69 nhá, mã 69 đấy ạ. Em này mã 69 nhá, 48 49 kg đổi lại mặc vừa đấy ạ. Mã 69 nhỉ. Mã 69 đấy ạ. 69 rất là xinh, mã 69 nhá, mã 69 ạ. 69 nhá, 69 là len. 69 là len Miami ơi. 69 là len, sorry, 69 này là len nhá. Nhưng mà bụng không có giãn đâu. 69 là len nhưng mà bụng không có giãn nhỉ. Mã 69 nhá, 69 nhá, em này dạ nhỉ. Em này bụng chun nhá. Em này 50 52 kg đổ xuống mắc vừa, tôi 69 nhé. Ok bà Miami. Em này nhá, em này 50 52 kg đổ xuống mắc vừa mã 33. 50 52 kg đổ xuống mắc vừa mã 33 nhá, 33 đây. 33 nhá, 33 đây ạ. 52 kg đổ xuống mắc vừa nhá, 33 nó là xinh. Con nó chặt quá. Chặt quá. Chị thì này mẹ vừa cười quá. Chặt quá. Chị thì vậy vừa. Chặt quá. Cái đấy chắc là hết rồi đấy cô ạ. Hả? Đi giả hết rồi. Chắc là hết rồi đấy. Kiếm khó lắm. Kiếm được một cái áo mà vừa ý khó lắm. Ừ. To hơn một tí nữa thì đẹp, em mặc thì nó không thở lộ. Em chỉ thích cái vừa vừa này. Đấy cái này đẹp quá mà sao mình có lúc lùng bùng này. Chị chọn cái đấy thế nào mà có? Khó mà chả chọn khó lắm. Thì chị em. Cái này cũng thích này. Cái này bộ đẹp từ bẫy. Chị chọn nó lùng bùng quá. Em này đúng không? Em đầm này đúng không ạ? Em đầm này chế là tầm 50-52 kg đổ xuống mắc vừa nhá. Đây, liên này như áo đi mượn. Em này 49k mã 60. 49k mã 60 nhá, ok làng à. Nhân lực Nhật Hàn nhá. Nhân lực Nhật Hàn, comment luôn cho em xin số điện thoại và địa chỉ nhá. 49k mã 60 nhá, 52 kg đổ xuống mắc vừa nhá. 49k mã 60 đấy ạ. Đẹp không đi lên. Này 49k mã 60 nhá, 52 kg đổ xuống mắc vừa nhá, mã 60 nhá, nhiều em này. Xin lắm cô. Đẹp ghê con này. Vâng. 49k mã 60 nhá, em này ạ. À, em ở ngõ 1, Bùi Xương Trạch chị ơi. Em này. Em này 50 kg đổ xuống mắc vừa mã 99 nhá, 99 đây. 99 này 50 kg đổ xuống mắc vừa nhá, 99 này chun bụng nè. Mã 99 nhỉ. 99 50 kg đổ xuống mắc vừa nhá. Ok ok chị nhân được. Mã 99 nhá. 50 kg đổ xuống mắc vừa mã 99 nhá. Mã 99 đây. 99 này rất là xinh. Mã 99 nhá. 60 của chị nhân được Nhật Hàn nhá. Bà nhân được ơi, 60 này em nào em lại quên rồi. 60 này em này à. 60 là đầm đấy ạ. Mã 99 nè, 99 này là chun bụng nhá, mã 99 nhá. Mã 99 ạ, mã 99 nhá. Xem lại váy trắng đi nào. Váy trắng đây. Váy trắng này chị Nhân Lực lấy rồi, chị Nhân Lực Nhật Hàn lấy rồi bà ơi. Váy trắng này chị Nhân Lực Nhật Hàn lấy rồi nhá, em này xinh cực luôn. Chị Nhân Lực Nhật Hàn lấy rồi. Tôi quên tôi vẫn để đấy đó. Em này à, em chân váy này xinh chưa? Chân váy dài nhá, 50 kg đổ xuống mắc vừa. 50 52 kg đổ xuống mắc vừa mã 12 ạ.
Mã 12 chị ở 50 52 kg đổ xuống mắc vừa nhá, 12 nhá. 12 dài qua mắt cá chân đấy ạ. Mã 12 nhá, mã 12 ạ. Mã 12 nhá, mã 12 nhá. Mã 12. Ừ nó đẹp nhưng mà chỉ tự nó già rộng quá. Mã 12 nhá, mã 12 nhá. Mã 12, trời ơi cái này nhiều chân váy to quá. Áo này bao nhiêu cháu? Dạ, áo phao này ạ. 80.000 cô ạ. Vâng. Tiếc cái trắng quá. Em này eo 72. Em này eo 73, em này eo 73 75 mặc vừa mã 99 nhá. Mã 99 ạ. Cô vừa nhìn cái váy nào? Eo 73 75 mặc vừa mã 99 nhá. Mã 99 này. 99 này eo 73 75 mặc vừa nhá. 99 rất là xinh. Mã 99 này ạ. Eo 73 75 mặc vừa mã 99 nhá. Mã 99 nhá. Đây con vẫn để đây mà cô. Cô vừa nhìn thấy có cái chân váy nào đẹp đấy. Mã 99 nhá, mã 99 ạ. Cô thì cũng hay đam mê lắm. Gọi đam mê một đi kinh khủng. Cái này được nhỉ? Cái này cái quên bảo cái liên nó sang. À quên cái hà đi. Cái hà hái. Em thích cái này lắm mà mỗi tổ chân. Em này xà S này ạ. Em này xà S đã 06 ạ. Em này xà S đã 06 nhá. 06 phao này cô chỉ cần mặc một áo mỏng bên trong ấy. Tại vì nó ấm lắm. Để ấm lắm thì cô. Vâng. Mày lúc nào kiếm được cô cái áo dạ mà không cổ mà cổ kiểu ấy này cho cô ấy. Cái chẳng tìm lên cái đồ này đi. Chắc là nhiều quá rồi cháu chưa lôi ra đấy. Ừ lôi ra của nhà mày. Em này xà S nhở. Em này xà S mã 98 ạ. 98 này xà S nhá, mã 98 đây. Chân váy này mã 98 xà S nhở. Mã 98 đây ạ. 98 này xà S nhá, mã 98 nhở. 98 xà S nhá, mã 98 ạ. 98 xà S nhá, mã 98 ạ. 98 size S, 98 size S. Em này size L. Em này size L mã 67 ạ. À? Em này size L mã 67 nhá, 67 đây. 67 đấy size L rất là xinh, mã 67 nhá, 67 đây ạ. À. 67 đấy size L rất là xinh, mã 67 nhá. 67 size L đấy ạ, à, mã 67 nhá, 67 ạ. À. Em này size M. Em này size M mã 03. Em này size M mã 03 nhá, 03 đây ạ. À. 03 này size M nhỉ, 03 rất là xinh, mã 03 đây ạ. 03 này xinh dã man luôn, 03 này size M nhỉ. Mã 03 nhá, 03 đây ạ. 03 này size M rất là xinh, mã 03 nhỉ. Mã 03 đây ạ. 03 size M nhá, 03 nhỉ. Chết, em vứt ùn hết cả mẹt em lên rồi. Vứt ùn hết cả góc này lên rồi còn đâu. 03 size M nhá, 03 size M. Em này nào, đợi em một tí em đo eo nhá. Này hơi chặt có cái này cô em được đây. Cô em này là mặc vừa đây. Ừ. Cái hàng này nó mặc vừa đây. Dạ, liền liền. Cái này đẹp không này? Em này eo 76. 76 78 mặc vừa nha, em này mã 04 ạ. Eo 76 78 mặc vừa mã 04 nha, em này phối da nè. Eo 76 78 mặc vừa mã 04 nhá, 04 đây. 04 eo 76 78 mặc vừa nhá. Bà cứ à, cô cứ mở ra thôi. Eo 76 78 mặc vừa nhá. Mã 04 đấy ạ, 04 đây. 04 nó chế nó eo 76 78 mặc vừa nhá, 04 rất là xinh. Mã 04 nhá. Mã 04 ạ, eo 76 78 mặc vừa đấy ạ. Mã 04 nhá, 04 ạ. Eo 76 78 mặc vừa mã 04 nhá, mã 04 nhá. Em này eo 80 82 mặc vừa. Em này mã 05. Eo 80 82 mặc vừa mã 05 nhá, 05 đây ạ. 05 này eo 80 82 mặc vừa nhá, 05 rất là xinh. Mã 05 nhỉ. Eo 80 82 mặc vừa mã 05 đây ạ. Em này size M. Em này size M mã 06 nhá, em này dáng ngắn này đến đầu gối nhá. Em này size M mã 06 đây ạ. 06 nhá, 06 size M nhỉ. Đẹp đấy, nhưng mà mã 06 size M nhá, 06 size M ạ. Chị cứ rất thích đi loại áo cổ như này. 06 size M nhá. Mã 06 rất là nhiều chân váy dạ xinh nhá. Bà nào muốn hóng chân váy dạ lên eo đi để em tìm cho nhiều chân váy xinh lắm. Em này 80 82 mặc vừa nhá. Em này mã 82. Em này chị nào eo 80 82 mặc vừa mã 82 nhá, mã 82 nhá. Mã 82. Mọi người đi đâu hết rồi? Đấy rồi. Tay nó to, sợ nó mệt. Tóc bệt quá. Tay nó to.
Này cái này thích không này mà lại rộng thế này nhỉ? Chặt nhìn rất đẹp. Có dạ. Con này, cái con thích đẹp. Vâng, nó lại rộng rộng. Ừ, rộng thế. Nó có cái màu nó gần gần giống đấy nữa hay sao thế? Thế đấy cái màu này nó cô thích. Vâng. Giờ làm nào? Sửa, sửa được. Không, dạ dạ không phải sửa đâu cô. Nếu mà cô khoác nó rộng rộng được mà. Bởi vì khi mặc dạ cô còn mặc một áo len bên trong ấy. Rồi, nhưng mà cái tay này rộng quá. Quá rộng. Vâng. Tên cái ưng thì lại bị Liên mặc áo này chứ. Không, em không mặc cái như vậy. Còn chế nào đang xem không? Chấm cho em một chấm đi nào. Chị Eo đang xem, chấm cho em một chấm đi ạ. Em không mặc vừa đâu. Chị Eo đây, em bị thử sổ cái này. Chị Eo đang xem, chấm cho em một chấm đi nào. Em xem còn bao nhiêu người xem với. Không ngứa. Em này ạ, em này size S nhá. Em này size S mã 07 ạ. Không ấy cái áo được. Em này size S mã 07 nhá, 07 đây. 07 lấy size S rất là xinh nhá, mã 07 nhá. Mã 07 đây ạ. 07 size S rất là xinh nhá, mã 07 đây. Mã 07 nhá, 07 size S đấy ạ. 07 size S nhá, 07 size S nhá. Eo nhiều em eo to lắm. Nhiều em eo to quá các bà. Rõ là xinh nhưng mà eo nó to. Em này eo chun này ạ. Em này 60kg đổ xuống mắc vừa mã 60 nhá. Em này eo chun nhá. Liên ơi. 60kg đổ xuống mắc vừa mã 60 nhá. Mã 60 đây. 60 nhá. 60kg đổ xuống mắc vừa mã 60. Mã 60 nhá. Mã 60 nhá. Được đấy. Em lên nốt em này em dừng like nhá. Ui Ngọc Nhung ơi em này xinh nè. Miami còn đây không? Em này xinh chưa? Em này mã 03 nhá. 03 đây. 03 này xinh lắm. Miami còn đây không? Trời ơi sao tự dưng nói rồi em xinh vậy. Mã 03 đây. Tầm 52-53kg đổ xuống màu rất là xinh nhá. Mã 03 này xinh lắm nè. Mã 03 đây. Ui 03 này rõ xinh luôn. 03 này màu rất là tây nhá. Mã 03. 03, 03 ok chị Trần Huyền nhá. Trời ơi bà Trần Huyền đây 03 ấy đẹp lắm. Em đang vất ùn đây lên nên em chưa muốn lôi tiếp ra đâu. Em này cho em bé nhá. Cái này cho em bé này, cho em bé tầm 30-35kg mặc vừa mã 01. Cái này cho em bé 30-35kg mặc vừa mã 01 nhá. Mã 01 ạ. 01 cho em bé 30-35kg mặc vừa nhá. 01 rất là xinh. Mã 01 nhá. 01 cho em bé 30-35kg mặc vừa. Mã 01 nhá. Mã 01. Em này 66 thì chết rất. Trong đó mình bé quá khổ thế. Em này ạ, à, em này eo 72 74 mặc vừa nhá. Em này mã 98. Eo 72 74 mặc vừa mã 98 nhá, 98 đây. 98 á chị nào eo 72 74 mặc vừa nhá, 98 đây xinh chưa? Mã 98 nhá. Eo 72 74 mặc vừa mã 98 cô cứ dở, cô cứ lôi dở xong rồi để gọi cho. Vâng. Đằng nào bọn cháu phải mở mà. Mã 98 nhá, mã 98 nhá. Em lên nốt em dừng like nhá. Mã 98 đấy ạ, mã 98 nhá. Nói chung là còn nhiều lắm nhưng em lười mở đó. Mã 98 này eo 72 74 mặc vừa xinh dã man luôn. Ai eo 74 76 mặc vừa nè. Mã 98 nhá, 98 đấy ạ. 98 nhá, 98 nhá. Đa phần là chân váy dài thôi. Nhưng mà chị thì lại được rộng quá. Chị cho bạn khổ gầy quá mẹ. Cái nợ cái những cái thích thì là tiền mình không vừa. Tăng em cho bác Yến. Em này em này size S nhá. Đẹp quá. Em này size S nhá, 46-47kg đổ xuống mắc vừa mã 92. 46-47kg đổ xuống mắc vừa mã 92 nhá. 92 này size S đấy ạ. Mã 92 nhá, mã 92 nhá. 92 là dạ sao? Mã 92 nhá. Mã 92 ạ. Các bạn chị là rất cái cổ như này. Mã 92 nhá, mã 92. Em dừng like đây. Đâu? Ừ. Ừ, nhưng mà khổ làm sao chui vừa.